Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát giao thông, ngày 21 tháng 2 năm 1946, 21 tháng 2 năm 2016. Trong chuyên mục An toàn giao thông kỳ này, chúng tôi xin dành thời lượng để phản ánh những kết quả nổi bật của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng trong 70 năm xây dựng và trưởng thành và những giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Bây giờ là nội dung phóng sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi Nhật Hoàng đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 70 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó đến nay, vị thế của Việt Nam đã khác. Không chỉ là một đất nước năng động, Việt Nam đang vững bước trên con đường hội nhập và có một vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Những lạc hậu khó khăn 70 năm về trước giờ được thay thế bằng một đời sống mới trên các phương diện. Để có được thành công chung đó, có sự đóng góp của các cấp, các ngành, trong đó có một phần quan trọng của các thế hệ lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng. Vượt qua chặng đường được hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay lực lượng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh trên tất cả các phương diện, lập nhiều chiến công xuất sắc, đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông và trật tự xã hội trên địa bàn. Tỉnh Lâm Đồng là một tỉnh miền núi Tây Nguyên, hệ thống giao thông đường bộ quanh co phức tạp. Hàng năm ở Lâm Đồng luôn diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội lớn, nên lưu lượng người tham gia giao thông luôn tăng cao. Cùng với đó là ý thức tham gia giao thông của người dân vẫn còn hạn chế. Xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ được giao kể từ khi mới thành lập, đặc biệt là bước vào thời kỳ công cuộc đổi mới của đất nước, trải qua biết bao thăng trầm và nhiều lần thay đổi tên đơn vị khác nhau, khó khăn về lực lượng lẫn phương tiện, trang thiết bị còn thiếu thốn, song cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông vẫn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, được sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Ban Giám đốc Công an tỉnh, nên trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Lâm Đồng cũng đạt được những kết quả nhất định. Thứ nhất là về trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và tạo thuận lợi cho địa phương Lâm Đồng phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai là kiềm chế và kéo giảm được tai nạn giao thông, năm sau giảm hơn năm trước về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đồng thời cũng ngăn chặn kịp thời được tình trạng là mô tô xe máy lạng lách đánh võng, đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng. Và thứ ba là vấn đề mà trong công tác xây dựng lực lượng thì cũng luôn quan tâm về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ chiến sĩ, nên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Và báo cáo các đồng chí thì trong 40 năm qua thì lực lượng cảnh sát giao thông Lâm Đồng cũng được là Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng 5 cờ và bằng khen của Bộ Công an, của Ủy ban quốc gia cho Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng, và Bộ Công an tặng là 35 bằng khen cho Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng, và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 51 bằng khen cho Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng, và nhiều đồng chí được tặng giấy khen của Giám đốc Công tỉnh và của các sở ban ngành, và nhiều đồng chí liên tục nhiều năm liền được đạt chiến sĩ thi đua các cấp. Và báo cáo các đồng chí thì cụ thể trong năm 2015 thì Phòng Cảnh sát giao thông Lâm Đồng đạt là đơn vị quyết thắng và được Bộ Công an tặng cờ của Tổng cục Chính trị, và Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông năm 2015 cũng được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, và nhiều đồng chí, nhiều tập thể được tặng nhiều bằng khen và giấy khen trong thời gian qua. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp các ngành, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được đổi mới
với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, hấp dẫn và có hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương, nhất là với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ về các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an đã giúp giải quyết tốt các vấn đề nóng như xử lý phương tiện vận tải chở vượt quá tải trọng cho phép, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, xử lý những người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, khắc phục tình trạng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chưa thực hiện tốt quy định về chuyển đổi quyền sở hữu, bố trí lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhiệm vụ dẫn đoàn, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các hội nghị, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và các hoạt động đối ngoại khác. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm theo lời dạy của Bác, gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên quyết, dũng cảm, đấu tranh, trấn áp tội phạm hoạt động trên các tuyến, quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực dân cư. Chủ động tích cực tham gia ứng phó phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn. Những nỗ lực to lớn ấy đã tạo ra sự chuyển biến cả về chất và về lượng trong công tác đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông nói riêng và an ninh trật tự nói chung. Nhờ vào các giải pháp đồng bộ ấy mà liên tiếp trong những năm qua, tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Hiện tượng ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ tại các đô thị trọng điểm đã được hạn chế đáng kể. Không chỉ hoàn thành tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, những năm qua, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông còn lập được nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Phối hợp với các lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện nhiều vụ vi phạm hình sự với các hành vi như vận chuyển lâm sản trái phép, buôn bán hàng cấm, trộm cắp tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, v.v. Bắt giữ nhiều đối tượng và tăng vật liên quan để bàn giao cho các cơ quan chức năng điều tra xử lý. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội lớn của tỉnh như các kỳ đại hội Đảng, Festival Hoa Đà Lạt, các sự kiện về văn hóa và du lịch vẫn luôn được đảm bảo an toàn. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để tạo thành tập thể đoàn kết, năng động sáng tạo trong công việc, đó là công tác xây dựng lực lượng luôn được cảnh sát giao thông chú trọng và có nhiều đổi mới. Từ thực tiễn của nhiệm vụ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chính trị tư tưởng, góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh phong trào công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt, trong quá trình quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, đã tạo khí thế mới, thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với con số 260 cán bộ chiến sĩ, lực lượng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến năm 2015, lực lượng đã tổ chức hàng ngàn ca tuần tra kiểm soát với hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 543.000 trường hợp, tạm giữ 400.000 xe máy, quyết định xử phạt 543.000 trường hợp, chuyển ngân sách nhà nước hơn 220 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 167.000 trường hợp. Tổ chức cho 250.000 phương tiện xe máy, xe ô tô đảm bảo, công khai, chính xác, tạo niềm tin cho nhân dân khi đến giao dịch. Với cái mục tiêu cụ thể như thế, thì lực lượng cảnh sát giao thông Lâm Đồng làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau. Thứ nhất là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, ban giám đốc công tỉnh và các cấp các ngành để huy động nhiều nguồn lực, nhiều thành phần tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ thị 18 của Ban Bí thư và nghị quyết 88 của Chính phủ và chỉ thị 02 của Bộ Công an và chỉ thị 31 của tỉnh ủy Lâm Đồng. Thứ hai là làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến địa bàn, những điểm, những nút phức tạp về giao thông, đặc biệt là những điểm có nguy cơ về ùn tắc và tai nạn giao thông, để bố trí lực lượng phương tiện và tổ chức phòng ngừa đấu tranh thích hợp để phòng ngừa được cái tai nạn giao thông. Thứ ba là làm tốt công tác phối hợp với ngành giao thông vận tải để kiến nghị, đề xuất khắc phục những điểm, những kết cấu hạ tầng giao thông phức tạp, bất hợp lý về giao thông. Thứ hai là phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan thông tin báo chí để tuyên truyền
vận động người dân chấp hành tốt về pháp luật giao thông và phối hợp công an các huyện, thành phố và các phòng chức năng trong tỉnh trong công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Thứ ba là làm tốt công tác là tuyên truyền, đổi mới công tác tuyên truyền, làm sao tuyên truyền phải là ngắn gọn, sinh động, trực quan, dễ hiểu, dễ nghe, dễ tiếp thu, đặc biệt là trực tiếp đối với đối tượng trực tiếp tham gia giao thông như người lái xe ô tô và mô tô để đạt những hiệu quả cao nhất, tránh cái tình trạng hình thức là tuyên truyền chung chung. Thứ tư là tăng cường công tác là tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo cái chỉ thị không theo cái thông tư 01/02 của Bộ Công an về công tác tuần tra kiểm soát, tức là khép kín địa bàn, thời gian, bố trí lực lượng phương tiện một cách hợp lý, đảm bảo là trên những cái tuyến, những địa bàn phức tạp về giao thông, những điểm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông và tập trung xử lý những cái lỗi mà trực tiếp là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, như là đi không đúng phần đường làn đường, là tránh vượt sai quy định, là chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia. Và các cái phương tiện cần tập trung kiểm tra đó là như là xe khách, xe tải, đặc biệt là mô tô, xe máy, để làm sao mà tìm cách và kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Thứ tư là trong cái công tác mà xây dựng lực lượng thì cũng luôn quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ chiến sĩ, kể cả con người và kể cả về công việc, để làm sao mà xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông trong thời gian tới là ứng xử có văn hóa, gần gũi với nhân dân, và quan trọng là vẫn là siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh nội vụ, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh, hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, sự gia tăng mạnh các phương tiện giao thông sẽ tiếp tục gây áp lực lớn đối với hạ tầng giao thông, cùng với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng cảnh sát giao thông sẽ rất nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh nói chung và phòng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng nói riêng sẽ phải tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho các cấp ủy chính quyền triển khai có hiệu quả các chủ trương, các biện pháp của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn có quan điểm lập trường vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, 40 năm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tặng 5 cờ thi đua và 17 bằng khen. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ trưởng Bộ Công an, tặng 25 bằng khen và cờ thi đua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng 47 bằng khen. Nhiều năm liền được Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành các địa phương tặng bằng khen, giấy khen với nhiều thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Với phương châm gần dân, bám việc, đảm bảo bình yên trên những tuyến đường. Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng, vẫn không khỏi tự hào với những chiến công, với những thành tích mà mình đã đạt được. Vẫn còn đó những khó khăn, thử thách, song vì nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng sẽ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần sáng tạo, kiên quyết, dũng cảm, mưu trí đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giữ vững trật tự xã hội trên địa bàn, cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng Lâm Đồng ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục an toàn giao thông kỳ này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau. Vừa sinh ra đã vướng phải lời tiên tri ác nghiệt. Hoàng tử sẽ làm cho nước Cao Ly đi tới diệt vong. Đó là vận mệnh của nó. Nó lại còn sẽ sát hại huynh trưởng, mẫu thân, phụ thân. Cho đến phút cuối cùng, nó còn chính tay giết chết chính đứa con của mình nữa. Cuộc đời của chàng hoàng tử Muhyiddin rơi vào hoàn cảnh lưu lạc. Đứa trẻ này không còn là con trai của ta nữa.
20 năm sau trở thành một chiến binh dũng mãnh. Với những khát khao mạnh mẽ, cuộc chiến khốc liệt tranh giành quyền lực và một cuộc tình lãng mạn. Đón xem bộ phim truyện Hàn Quốc Vương Quốc Của Gió.